Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá. Để chúng tôi quay chiếc ghế đơn trước đây. Chiếc ghế đơn này có kích thước là dài 1m15, sâu 65 và cao 1m2. Chọn vân chọn gỗ rất là đều. Để tôi quan sát máy quay lại cho quý vị xem. Chọn vân rất là đẹp. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Thanh Hóa, ở thị trấn Còng, tỉnh Giang. Bộ gồm có 6 món. Đây tôi quay sang chiếc ghế thứ hai đây. Toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn 4 phân. Đây, tôi quay rất chậm cho quý vị xem này. Chọn vân chọn gỗ rất là đẹp. Thì một lát nữa là chúng tôi đã cho lên xe hàng và đi bàn giao cho quý khách. Mọi thông tin và chi tiết thì quý vị sẽ liên hệ tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 88 3349 hoặc 0985 226 84. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là bộ cột 12. Tôi xin nhắc lại thông số chiếc ghế đơn này là dài 1m15, sâu 65 và cao 1m2. Cái phần toàn bộ phần vân đây là vân vân thật 100%, không vẽ vân, không tạo vân và không bắn vân. Quay video đúng được hướng sáng của nó thì vân gỗ hiện lên rất là đúng màu. Nhiều khi nó hơi cháy sáng thì màu gỗ nó không đúng ánh. Đây, chúng ta cùng xem chiếc ghế dài đây. Cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Chiếc ghế dài này có thông số là dài 2m55, sâu 65 và cũng cao 1m2. Con này là bộ cột 12. Cũng được chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp. Do hơi cháy sáng. Tôi quan sát máy quay lại cho quý vị xem này. Toàn bộ là vân thật 100%. Những mặt đây. Đây là chúng tôi chưa lót xong. Vì yêu cầu của quý khách là để chơi màu trần nên chúng tôi là bắn theo như màu là nước lót vậy. Tôi lót là lót cuối cùng nữa là bàn giao cho quý khách đây. Đó, nó đúng sắc vân là nó lên là như này, đúng hướng sáng. Chọn vân rất đẹp, đẹp.
Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Đây, chúng ta cùng xem mặt sau của nó này. Vân rất đẹp. Vì là hàng đẹp nên chúng tôi vẫn quay cả mặt trước cả mặt sau cho quý vị xem trước khi bàn giao. Chúng tôi đã quay phần mộc rồi, hôm nay chúng tôi lại quay phần hoàn thiện này. Toàn bộ là vân thật 100%, không vẽ vân. Rồi, những sợi vân rất là đẹp. Bên cạnh nó là chúng tôi đang hoàn thiện những bộ trường kỳ hữu vụ đây để đi cùng với bộ ghế tần. Đây, chúng ta còn xem lại chiếc ghế đơn này, rất là đẹp. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng lớn mạnh.